khác biệt với đồng hồ day date hoặc là date date thì ở đây có 3 núm. Núm ở giữa là núm chính để chúng ta điều chỉnh giờ, và hai núm này là chúng ta sử dụng cho tính năng chronograph. Chiếc đồng hồ 116515 này dùng bộ máy là Calibre 4130. Bộ máy 4130 này đã đạt chứng nhận độ chuẩn xác của Thụy Sĩ và đã trải qua các bài kiểm tra của Viện Kiểm định Đồng hồ Chronometer từ Thụy Sĩ. Đồng thời, máy đếm nhịp chronograph được trang bị dây tóc Vechrome có khả năng chịu được cú sốc và thay đổi nhiệt độ lớn. Vành đồng hồ này còn được thiết kế đơn khối giữa mặt kính và nằm cố định chắc chắn trên vỏ giữa, đảm bảo độ chống thấm nước. Và chiếc đồng hồ này có thể trữ code lên đến 72 giờ, tương đương với 3 ngày. Nếu chúng ta không đeo, chúng ta cắt ở ngoài 3 ngày thì đồng hồ vẫn còn chạy, vẫn trữ code được.